đầu ví mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau để tiến về với cùng trung tâm sân khấu chính của gia đình nhà gái. Ngày hôm nay nơi sẽ cùng dẫn.
quý thân mến, đó là những ca khúc rất là quen thuộc trong phần của âm nhạc được mang tên Yêu Em Dài Lâu. Bà Thu Trang thay lời cho hai bên gia đình đã cùng mang đến cho tất cả các vị khách quý trong buổi sáng ngày hôm nay. Gia đình nhà gái chúng tôi, ông Trịnh Hồng Minh, bà Trịnh Thị Trinh, cùng với gia đình nhà trai ông Lại Văn Hén, bà Trịnh Thị Mỹ Châu, xin được đồng nhiệt chào đón tất cả các vị quan khách, các vị khách quý đại diện cho hai bên gia đình, cùng với đó là bạn bè đồng nghiệp của tân chú rể và tân cô dâu, bà con lối xóm đến từ hai bên gia đình. Ngày hôm nay tất cả quý vị đang cùng có mặt tại tư gia của gia đình nhà gái để cùng chung tay và đồng hành tham dự cùng với sự kiện lễ thành hôn dành tặng cho Bảo Trọng và Nguyệt Nga. Và lời nói đầu tiên xin được thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho hai bên gia đình cùng với trung tâm tổ chức sự kiện Đại Long mang đến cho tất cả các vị khách quý đang cùng hiện diện trong buổi sáng ngày hôm nay một lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Quý vị khách quý thân mến, sau những khoảng thời gian chờ đợi cũng như làm công tác chuẩn bị trong buổi sáng ngày hôm nay, gia đình nhà gái chúng tôi cùng đã hân hoan rất là vui mừng được chào đón cho sự hiện diện của tất cả các vị khách quý đại diện cho bên phía gia đình nhà trai. Bên cạnh đó là tất cả anh em bạn bè đồng nghiệp của tân chú rể và tân cô dâu. Ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta đã cùng chuẩn bị tham dự cùng với mối đường duyên dành tặng cho Bảo Trọng và Nguyệt Nga. Và kính thưa tất cả các vị khách quý thân mến, cuộc sống của mọi con người chúng ta thì hôn nhân, hạnh phúc và gia đình cũng chính là nấc thang quan trọng đánh dấu cho sự trưởng thành khôn lớn của mỗi một con người. Trở về với tình yêu của đôi bạn trẻ Bảo Trọng và Nguyệt Nga, trên bước đường học tập và công tác của mình, hai bạn chúng ta cùng đã gặp nhau giữa dòng đời tấp nập, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, tình yêu của đôi bạn đã gồng lớn dần theo thời gian và năm tháng. Và dường như chú rể và cô dâu họ đã cùng cảm nhận với nhau một điều rằng cuộc sống này họ sinh ra là để dành cho nhau. Và với những lần thưa chuyện cùng mẹ cùng cha, trong những ngày vừa qua thì cùng với sự thành công trong chương trình ăn hỏi xin cưới và nạp tài, đó cũng chính là tiền đề quan trọng để rồi ngày hôm nay hai bên gia đình chúng ta đã cùng trở về bên nhau để cùng tác hợp trong mối đường duyên dành tặng cho cô dâu và chú rể. Ngay bây giờ chính là khoảnh khắc ra mắt của tân chú rể và tân cô dâu chúng ta. Xin được mời Bảo Trọng và Nguyệt Nga, hai bạn hãy cùng nắm tay nhau khởi thân đứng dậy để cùng mang đến cho tất cả mọi người một cái cúi đầu chào ra mắt thay cho ngàn lời cảm ơn chân thành. 1, 2, 3, 3, xin mời. Thưa quý vị khách quý thân mến, cùng với sự ra mắt của tân chú rể và tân cô dâu, đây chính là thời khắc đặc biệt quan trọng khi mà Xuân Trang thay mặt cho hai bên gia đình lựa vào ngày vàng tháng ngọc giờ kim cương, trinh trọng tuyên bố sự kiện lễ thành hôn dành tặng cho Bảo Trọng và Nguyệt Nga chính thức được bắt đầu. Thưa quý vị cùng vang lên một tràng pháo tay lớn nhé. Xin cảm ơn âm nhạc rất nhiều. Thưa quý vị khách quý thân mến, ngày hôm nay hai bạn chúng ta sẽ cùng trở về bên nhau bằng sự quan tâm đồng hành của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. Và ngay bây giờ để cùng minh chứng cho tình chồng nghĩa vợ, minh chứng cho tình nghĩa phu thê, trân trọng kính mời Bảo Trọng và Nguyệt Nga, hai bạn chúng ta hãy cùng quay mặt về nhau để cùng dành tặng cho nhau kỷ vật đầu đời, đó là chiếc vòng tròn nhận cưới thay cho lời hẹn ước trăm năm. Trân trọng kính mời và kính mời. Quý vị khách quý thân mến, ngay bây giờ chính là giây phút đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của hai bạn, đó là đôi chiếc vòng tròn nhận cưới sẽ được chú rể và cô dâu họ sẽ cùng dành tặng cho nhau trong ngày chung đôi. Trân trọng kính mời. Quý vị khách quý thân mến, trải qua những năm đợi tháng chờ, hôm nay hạnh phúc mong chờ là đây. Chú rể và cô dâu chúng ta họ đã chính thức nên duyên chồng vợ. Và ngày hôm nay, đôi chiếc vòng tròn nhận cưới sẽ minh chứng cho tình yêu, minh chứng cho những điều tuyệt vời nhất mà hai bạn chúng ta cùng đã dành tặng cho nhau trong thời gian vừa qua. Và cùng với tình cảm đặc biệt chân thành này, dường như chú rể Bảo Trọng sẽ cùng nói đến với người con gái Nguyệt Nga một điều rằng anh muốn sống bên em trọn đời. Thưa quý vị khách quý thân mến, ngày hôm nay là ngày sung mặc trúc mai, tình trong một khắc nghề dài đã trăm năm. Hôm nay tứ hải đã thực sự giao tình, tuy rằng bốn bể nhưng chung một nhà.
Và xin được mời tất cả quý vị dành tặng cho cô dâu và chú rể một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng nhà. Xin mời. Thưa quý vị khách quý thân mến, ngày hôm nay trên đỉnh cao của tình yêu, cùng với sự chung tay và đồng hành với gia đình nhà gái, trung tâm tổ chức sự kiện Đại Long cũng đã mang đến cho cô dâu và chú rể với thật nhiều hương vị ngọt ngào trong tình yêu. Đó cũng chính là hương vị ngọt ngào của bánh kem, hương vị ngọt ngào của ngày hạnh phúc chung đôi và men nồng của rượu, chính là khoảnh khắc để rồi ngay bây giờ. Trân trọng kính mời hai bạn trở về với bên phía tay phải của sân khấu này để cùng trở về với nghi thức cắt bánh tân hôn. Trân trọng và kính mời. Thưa quý vị khách quý thân mến, giây phút đầu tiên đó chính là khoảnh khắc mà chú rể và cô dâu sẽ cùng thắp sáng lên ba ngọn nến của tình yêu, ngọn nến của hạnh phúc đang được thắp sáng trong ngày hôm nay. Ba cùng chính là cái nến hồng, mẹ là cái nến xanh và con chính là cái nến nhỏ. Tất cả chúng ta sẽ cùng thắp sáng cho những ước mơ, những hoài bão trong tương lai. Và ngay bây giờ xin được mời bàn tay của cô dâu và chú rể ạ, hãy cùng đặt lên những lát gắp tại tầng bánh thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Trân trọng kính mời. Thưa quý vị khách quý thân mến, với 10 tầng bánh là nấc thang quan trọng nhất trong cuộc đời của hai bạn. Tầng bánh đầu tiên sẽ cùng tượng trưng cho một nền móng vững chắc với những khó khăn ban đầu mà hai bạn đã cùng vượt qua. Tầng bánh thứ hai chính là tầng bánh tượng trưng cho một lễ cưới cực kỳ sang trọng đang được diễn ra tại sân khấu tân hôn của bên phía gia đình nhà gái. Và thông qua tầng bánh này, dường như chú rể Võ Trọng muốn gửi những lời cảm ơn chân thành đến với bố mình và mẹ Trinh, những người đã cùng sinh ra người con gái Nguyệt Nga. Cảm ơn em ngày hôm nay đã cùng đến với anh trong cuộc đời này. Hy vọng rằng em chính là người vợ sẽ cùng sinh cho anh với những thiên thần bé nhỏ, là người sẽ cùng nấu cho anh bữa cơm ngon, những bữa canh ngọt. Tất cả chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Và tầng bánh thứ ba sẽ cùng biểu tượng cho tương lai với những ngôi nhà và những đứa trẻ, những đứa con kháu khỉ nhất mà hai bạn chúng ta sẽ cùng mong muốn có được. Và ngay bây giờ để cho tình yêu sẽ còn luôn luôn động lại với chú rể và con dâu, à, xin được mời chú rể Võ Trọng ạ, hãy lấy một đĩa bánh kem tại tầng bánh thứ hai để cho người vợ của mình sẽ cùng cảm nhận được vị ngọt của bánh trong ngày chung đôi ạ. Lấy một đĩa bánh tại tầng bánh thứ hai, một đĩa thôi ạ, dùng thiệt thôi ạ. Hãy đưa vào bờ môi của vợ mình ạ để cho người vợ sẽ cùng cảm nhận được vị ngọt của bánh trong ngày cưới. Và thưa quý vị khách quý thân mến, thuận vợ thuận chồng, tát bì đông cùng gàn, và xin được mời cô dâu Nguyệt Nga hãy cùng làm một điều ngược lại với người chồng thân yêu của mình ạ. Và xin được mời Nguyệt Nga hãy cùng lấy miếng bánh tại tầng bánh thứ hai để cho người chồng của mình cùng sẽ cảm nhận được rằng cuộc đời này em sẽ dành trọn cho anh, tình yêu này chính là tình yêu chân thành nhất mà em sẽ cùng với anh đi suốt cuộc đời hạnh phúc của mình. Và ngay bây giờ chính là khoảnh khắc mà hai bạn chúng ta sẽ cùng trở về với bên phía tay trái của sân khấu để cùng trở về với nghi thức rót rượu sơ banh. Trân trọng kính mời. Thưa quý vị khách quý thân mến, giây phút tiếp theo đó chính là khoảnh khắc rót rượu sơ banh. À, xin được mời chú rể hãy cùng cầm chai rượu lên và lắc thật mạnh đi ạ. Và sau đó hãy cùng từ từ tháo van an toàn của chai rượu ra. Và dùng sức mạnh của ngón tay ạ để cùng bật nắp của chai rượu lên đi ạ. Rất là thành công rồi. Và xin được một bàn tay của cô dâu hãy cùng đồng hành với người chồng của mình để cùng rót lên những ly rượu hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Thưa quý vị khách quý thân mến, tạm chia tay với tháng 7 âm lịch, quý vị đang cùng trở về với những ngày tươi đẹp của tháng 8 mùa thu. Mùa thu đến sẽ cùng mang đến cho tất cả quý vị với một thời tiết rất là đẹp. Bên cạnh đó, mùa thu đến cũng chính là mùa mà tất cả những chàng trai, những cô gái họ sẽ cùng thường tìm đến với nhau trong ngày hạnh phúc trăm năm. Và ngày hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng dành tặng cho cô dâu và chú rể. Hai bạn chúng ta đang cùng dâng lên những ly rượu hạnh phúc nhất trong cuộc đời hạnh phúc của mình. Và với những ly rượu sơ banh màu hồng sẽ cùng đan xen bởi những làn khói đá trắng để cùng tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp ngay tại sân khấu tân hôn của gia đình nhà gái chúng tôi. Và người đang cùng tạo nên bức tranh này không ai khác chính là chú rể Bảo Trọng và cô dâu Nguyệt Nga. Và xin được mời chú rể và cô dâu hãy cùng tiếp tục trở về với chai rượu sơ banh thứ hai đi ạ. Thưa quý vị khách quý thân mến, thật đúng là tuyệt vời thay chú rể, tuyệt vời thay cô dâu. Họ đã cùng đến với nhau bằng tình yêu chân chính. Họ lại không hề toan tính, phân biệt sự giàu nghèo, không điều kiện kèm theo hay ngoan ngào lợi dụng. Bốn bàn tay lao động, hai trái tim chung tình,
hạnh phúc sẽ nảy sinh, ngàn đài hoa thơm ngát. Và hai bạn chúng ta đang cùng tiếp tục trở về với những đi rượu tiếp theo của chai rượu sâm banh thứ hai. Thưa quý vị khách quý thân mến, những điều tuyệt vời và ngọt ngào nhất trong tương lai, đôi bạn Bảo Trọng và Nguyệt Nga, họ sẽ cùng hứa với nhau bên nhau trọn đời. Họ sẽ cùng nắm tay để cùng thực hiện với những ước mơ, những nguyện vọng trong cuộc đời hạnh phúc của hai bạn. Và xin được mời chú rể và cô dâu hãy cùng tiếp tục trở về với chai rượu sâm banh thứ 3 trong ngày hạnh phúc hôm nay. Thưa quý vị khách quý thân mến, ngày hôm nay tất cả quý vị chúng ta đã cùng có mặt tại gia đình nhà gái để chúc mừng cho cô dâu và chú rể nên duyên chồng vợ. Và đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay họ sẽ cùng hướng đến với khoảnh khắc yêu thương chung đôi. Và xin được mời hai bạn dành một ít để rót lên 4 ly đang có mặt tại khu vực trung tâm sân khấu của gia đình nhà gái. Và phần còn lại thì xin được mời chú rể và cô dâu hãy cùng tiếp tục đồng hành và trở về với tháp rượu gia đình nhà trai đi ạ. Thưa quý vị khách quý thân mến, có một nhà triết gia nổi tiếng đã từng nói rằng đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ gió thì mây sẽ bay và đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Hôm nay chú rể và cô dâu cùng đã đủ yêu thương để cùng đong đầy cho một hạnh phúc. Và đó cũng chính là khoảnh khắc quan trọng nhất mà hai bạn đã trở về bên nhau. Và xin được cảm ơn rất nhiều. Ngay bây giờ trân trọng kính mời một vị đại diện cho gia đình nhà trai và một bác đại diện cho gia đình nhà gái sẽ tiến về với sân khấu này ạ, để cùng đón nhận ly rượu báo hiếu của hai con dành tặng cho đại diện cấp cao của hai bên gia đình. Đến từ gia đình nhà trai trân trọng kính mời bác Phiến ạ, và đến từ gia đình nhà gái xin được mời bác Bốn, đó là hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình trong thời gian vừa qua sẽ cùng đón nhận hai ly rượu báo hiếu của hai con. Xin mời bác về một bên đi ạ. Bác Phiến về bên kia đi ạ. Xin mời cô dâu chú rể đứng lên hai ly đi ạ. Và xin được mời hai bạn hãy cùng lồng tay lại với nhau. Hãy cùng qua mặt với nhau đi ạ. Hãy cùng cảm nhận ly rượu giao môi ạ. Và xin được mời hai bác hãy uống ly rượu này để cùng kết chặt hơn nửa mối tình thông gia. Và xin được mời tất cả quý vị cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn tiếp theo để chúc mừng quý vị. Cảm ơn rất nhiều. Và xin mời hai bác trở về vị trí trang trọng ban đầu. Thưa quý vị khách quý thân mến, như vậy là với những phần nghi thức đầu tiên đã được diễn ra khá là thành công tại tư gia của bên phía gia đình nhà gái chúng tôi. Và ngày hôm nay đây, một ngày như mọi ngày, một người như mọi người. Để rồi tất cả quý vị chúng ta đã cùng dài đẳng thật nhiều tình cảm đặc biệt trở về với sân khấu của gia đình nhà gái. Chúc mừng cho mối đường duyên dài tặng cho Bảo Trọng và Nguyệt Nga. Và người ta cũng thường nói rằng mấy khi khi đến chơi nhà, đốt than quản nước pha trà người xơi. Trà này quý lắm người ơi, mời người mời chén cho chúng con vui lòng. Và ngay bây giờ, thay mặt cho những tình cảm tiếp theo của gia đình nhà trai cùng với gia đình nhà gái mang đến cho toàn thể quý vị, xin được mời chúng ta sẽ cùng trở về với miền quê Kinh Bắc Bắc Ninh cùng với tổ hợp gia đình con họ Mười Châu. Là tình cảm tiếp theo sẽ được dành tặng đến với tất cả mọi người với phần trở lại của ca sĩ kính mời Thu Trang. Quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Mấy khi khách đến chơi nhà, tức thân quạt nước pha trà em mời người xưa. Yêu nhau đứng ở đằng xa, còn mắt nhắc lại bằng ta đứng gần. Yeah.
Mời quý vị dành tặng cho phần trở lại của Thu Trang một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Thưa quý vị khách quý thân mến, từ trăm năm đến ngàn năm là thế. Miếng cơm miếng trầu chính là phần đầu trong bảy câu chuyện tình yêu. Và thật sự ngày hôm nay, miếng cơm miếng trầu đã cùng nên dâu nhà người. Và người ta cũng thường nói rằng, trầu này trầu ái trầu ân, ăn vào một miếng tình thân đậm đà. Hôm nay bác mẹ một nhà, miếng trầu cánh phượng đậm đà đôi bên. Và cũng không ngẫu nhiên, tôi cũng mời trầu dân ca con họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, phi vật thể của nhân loại. Bởi vì trong ca khúc này luôn có những ca từ tươi hay và thân thuộc, yêu nhau đứng ở đường xa, có mắt đi lại bằng ba đứng gần. Và ngày hôm nay, mong muốn của gia đình nhà gái cùng với gia đình nhà trai, xin được mời tất cả các vị khách quý, chúng ta sẽ cùng không ăn cầm lấy cho nhau vừa lòng. Và ngay bây giờ, bằng sự quan tâm đồng hành của hai bên gia đình, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng nắm tay nhau khởi thân đứng dậy để cùng đón nhận với những món quà đặc biệt bằng vật chất đến từ gia đình nhà trai cùng với gia đình nhà gái trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị khách quý thân mến, đầu tiên xin được mời tất cả quý vị đến với những phần quà của gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời món quà đặc biệt đến từ một người đã cùng tận tạo một nắng hai sương, nuôi con khôn lớn trong cuộc đời hạnh phúc của mình. Trân trọng kính mời người cha người mẹ sinh thành nên chú rể Bảo Trọng sẽ cùng tiến về với sân khấu này với món quà đầu tiên mà cha mẹ sẽ cùng mang đến cho hai con. Trân trọng và kính mời. Thưa quý vị khách quý thân mến, quý vị đã cùng đến với những phần quà đầu tiên của gia đình nhà trai chúng tôi. Ngày hôm nay họ đang cùng dành tặng cho cô dâu và chú rể. Đó là những tình cảm đặc biệt chân thành và nồng ấm nhất. Quý thân mến, một khoảng thời gian rất dài để cùng nuôi các con lớn và trưởng thành, bao nhiêu gian lao, bao nhiêu khó nhọc trở về với phần cha và phần mẹ, nhiều niềm vui niềm sung sướng cha mẹ luôn tặng đến với phần con. Và ngày hôm nay đó là những tình cảm chân thành và đặc biệt nhất cha mẹ đang cùng dành tặng cho hai con trong buổi sáng ngày hôm nay.
quý vị khách quý thân mến, thật đúng là đi khắp thế gian không ai thất bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kiến công cha. Tàn tạo gió môn, mẹ cùng đàn nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, trang cho trở đời con. Và đó là những tình cảm chân thành đầu tiên mà người cha, người mẹ sinh thành nên tần chú rể đang cùng mang đến cho hai con trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị đã đến với những món quà đầu tiên của bên phía gia đình nhà trai đang cùng dành tặng và chúc mừng cho hai con trong buổi sáng ngày hôm nay. Thông báo cho rể cô dâu rằng nếu như có đeo vào tai gói chúng ta có bỏ vào hộp chúng ta nhận lại đi ạ. Giờ tối về đeo sau cũng được. Và xin được mời phần quà tiếp theo ạ, chúng ta sẽ cùng tiếp tục giải tặng cho đôi bạn chúng ta trong ngày hôm nay. Thưa quý vị khách quý thân mến, trải qua những năm đợi tháng chờ, hôm nay hạnh phúc mong chờ là đây. Với những tình cảm chân thành, sự quan tâm đặc biệt đầu tiên đến từ bên phía gia đình nhà trai, đôi bạn trẻ chúng ta Bảo Trọng và Nguyệt Nga, họ đã cùng đón nhận với những món quà đầu tiên đến từ người cha người mẹ sinh thành nên chú rể đang cùng dành tặng cho hai con trong ngày chung đôi. Thưa quý vị khách quý thân mến, mong muốn tạo nên những viên gạch kinh tế đầu tiên cho hai con để cùng tạo dựng cho cuộc sống ban đầu. Hôm nay với những món quà đặc biệt của người cha, người mẹ sinh thành nên chú rể. Nga thân mến, ngày đầu tiên và có thể nói là ngày duy nhất trong cuộc đời này được nhận nhiều vàng như vậy nên cháu đừng có run, đứng bình thường thôi. Vâng, thưa quý vị khách quý thân mến, đó là những món quà mới khởi đầu cho ngày hôm nay thưa quý vị. Thực sự rất là vui mừng cho Nguyệt Nga thì thực sự mà nói thì cha mẹ chồng của mình rất là trẻ đúng không ạ? Có thể nói đây là một cái tiền đề rất là quan trọng để cho hai con sẽ bước tiếp và tạo dựng cho cuộc sống sau này. Với sự đùm bọc, sự quan tâm của cha mẹ sẽ cùng mang đến thật nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc dài đặng cho cuộc sống của hai con chúng ta. Quý vị khách quý thân mến, quý vị đã đến với những món quà đầu tiên của gia đình nhà trai cùng với sự diện của người cha người mẹ sinh thành nên chú rể đang cùng dài tặng cho hai con trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, rất là nhiều vàng thưa quý vị. Và sau phần quà đặc biệt này, trân trọng kính mời món quà tiếp theo của gia đình nhà trai sẽ làm công tác chuẩn bị. Đó là diễn diện của cậu Hiếu và anh Mạnh sẽ tiến về với sân khấu của gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời cậu và anh. Gọi bằng cậu và anh thôi nhưng mà hai thanh niên chưa vợ.
À, cảm ơn rất nhiều ạ. Và xin được mời cha mẹ cùng lắng lại một chút để cùng lưu lại tấm hình tuyệt vời cùng với hai con ạ. Cha mẹ đứng lại một chút đi ạ, để cùng lưu lại tấm hình với hai con chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin được mời tất cả quý vị hãy cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Cảm ơn rất nhiều với món quà đầu tiên đến từ bên phía gia đình nhà trai chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều ạ. Và xin được mời cha mẹ trở về vị trí ban đầu. Xin được mời món quà tiếp theo của gia đình nhà trai. Xin được mời cậu Hiếu và anh Mạnh sẽ tiến về với sân khấu lúc này để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Quý vị khách quý thân mến, quý vị đã đến với những phần quà tiếp theo của gia đình nhà trai. Ngày hôm nay cũng đang chúc mừng cho cô dâu và chú rể với sự diện của cậu Hiếu và anh Mạnh, những người rất là thân cận của gia đình nhà trai. Ngày hôm nay cũng mong muốn dành tặng với những món quà bằng vật chất để chúc mừng cho tân đương và tân lang chúng ta. Vâng, có gì cứ trao đi cậu và anh. Chụp hình. Đề nghị anh và cậu trao thì thoải mái một tí, cười lên một tí đừng có khó chịu. Cảm ơn rất nhiều thưa quý vị. Quý vị khách quý thân mến, đó là những phần quà đặc biệt đến từ gia đình nhà trai chúng tôi. Và còn ngay bây giờ chính là những món quà đến từ gia đình nhà gái. Món quà đầu tiên đến từ gia đình nhà gái, trân trọng kính mời bà nội và hai người bà ngoại của cô dâu sẽ tiến về với sân khấu lúc này với những món quà đầu tiên để chúc mừng cho hai cháu. Trân trọng và kính mời. Thưa quý vị khách quý thân mến, cùng với cha mẹ chân thành nên cô dâu thì bà nội và hai bà ngoại chính là những người vất vả nhất trong những ngày vừa qua đã cùng tạo dựng và set up cho mối lương duyên dành tặng cho các cháu chúng ta. Và ngày hôm nay đây thì trong niềm vui, niềm hân hoan của hai bên gia đình, bà nội cùng với hai người bà ngoại sẽ tiến về với sân khấu lúc này để có những phần quà đặc biệt chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Thưa quý vị khách quý thân mến, thật đúng là nhà dâu nhà rể đâu xa, hôm nay kết mối tình thân đậm đà. Hôm nay nhà trai nhà gái cùng đã gần rồi, hai bên kết mối giao hòa trăm năm. Và quý vị đang cùng đến với những món quà rất là đặc biệt của gia đình nhà gái đang cùng chúc mừng cho tân đương và tân lang. Thưa quý vị khách quý thân mến, cách đây chừng 3-40 năm thì người bà nội cùng như người bà ngoại của tân cô dâu cùng chính là một người vợ hiền, một người dâu thảo của bên phía gia đình nhà trai. Tuy thời gian đã cùng tạm dần trôi qua, và giờ đây lưng của bà cùng đà cùng như tóc của bà đã bạc đi nhiều theo thời gian và năm tháng. Tuy nhiên bằng tình cảm tuyệt vời và thân thương nhất, bà nội và bà ngoại cùng đang hiện diện tại sân khấu lúc này để có những phần quà đặc biệt chúc mừng cho đôi bạn trẻ chúng ta. Và thay mặt cho cô dâu và chú rể, cảm ơn tình cảm tuyệt vời của các bạn rất nhiều. Kính chúc bà nội và bà ngoại sức khỏe, bác nhìn dài lão toàn tỉnh Nam Sơn. Và xin được mời tất cả quý vị dành tặng cho bà nội và bà ngoại của cô dâu một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng đến quý vị. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và món quà tiếp theo là một món quà thân thương của gia đình nhà gái đến từ một người đã cùng tần tảo một nắng hai sương nuôi con khôn lớn trong cuộc đời hạnh phúc của mình. Xin được mời cha mẹ sinh thành nên cô dâu hãy cùng tiến về với sân khấu lúc này để có những món quà đặc biệt dành tặng cho hai con chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng và kính mời cha mẹ. Thưa quý vị khách quý thân mến, cả một đời nuôi con khôn lớn và trưởng thành với những gian lao khó nhọc, luôn trở về với phần cha và phần mẹ.
niềm vui niềm sung sướng cha mẹ luôn mang đến cho phần con. Và ngày hôm nay, khi người con gái Nguyễn Nga thân yêu của mình đã cùng bước sang một bước trưởng thành mới, cũng như sẽ cùng bước sang một trang mới của đời người, cha mẹ cũng đang tiến về nơi đây với nhiều tình cảm chân thành để cùng chúc mừng cho hai con. Và chắc là rằng niềm vui lớn lao nhất của người cha người mẹ là khi thấy người con của mình sẽ cùng cất tiếng khóc chào đời. Và niềm vui tiếp theo đó là lúc mà người con của mình sẽ cùng bước sang một trang mới của đời người. Hôm nay cha mẹ cũng đã có nhiều món quà đặc biệt để chúc mừng cho hai con. Và cùng với món quà đặc biệt này, dường như người cha người mẹ sinh thành nên cô dâu cũng sẽ căn dặn đến với người con gái của mình một điều rằng: con ơi, ở nhà có mẹ có cha, giờ đây con đã có gia đình chồng, mong sao nơi chốn thê phòng tam tòng tứ đức một lòng con sẽ khắc ghi. Hy vọng rằng với những lời căn dặn của cha mẹ, tân cô dâu chúng ta sẽ cùng luôn luôn ghi nhớ để cùng xứng đáng với một người vợ hiền, một người dâu thảo của bên phía gia đình nhà trai. Kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, thật đúng là hôm nay con về nhà chồng, ba mẹ rồi sẽ lên ông lên bà, tình yêu đẹp tựa bài thơ, hôn nhân hạnh phúc bài ca muôn đời. Món quà đặc biệt của cha mẹ tuy bằng vật chất không phải lớn lao cho lắm, tinh về tinh thần đó là cả cuộc đời. Cha mẹ cầu mong cho người con gái yêu quý của mình sẽ có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và để rồi trong thời gian tiếp theo, cha mẹ sẽ cùng luôn luôn quan tâm đến với hạnh phúc hôn nhân của hai con, và họ xứng đáng với một người dâu hiền, một người dễ thảo của gia đình nhà trai cùng với gia đình nhà gái. Thưa quý vị khách quý thân mến, và cùng với món quà đặc biệt này, đó là lúc mà cha mẹ chúng ta cùng sẽ luôn luôn dành tặng sự quan tâm, sự yêu quý đến với hai con chúng ta. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, người con gái Nguyệt Nga trở thành nàng dâu mới của gia đình nhà trai. Và đó là lúc mà cha mẹ chúng ta sẽ luôn luôn dành tặng thật nhiều sự quan tâm hơn nữa với những lời dạy dỗ căn dặn để cho người con của mình sẽ cùng luôn luôn xứng đáng với một người vợ hiền, một người dâu thảo của gia đình nhà trai. Thưa quý vị khách quý thân mến, nhà thơ Tế Hanh cũng đã từng viết rằng: quê hương là chùm cái ngọt, cha con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là nơi sinh ra và lớn lên của tất cả mỗi một con người chúng ta. Và dù tất cả quý vị đang ngồi tại nơi đây đều có những hướng đi và sự thành đạt khác nhau, có thể người đó là một nhà kinh tế giỏi, một nhà chính trị lụy lạc hay một nhà quân sự tài ba, thì tất cả quý vị vẫn luôn nhớ về quê hương, nơi sinh ra và lớn lên của mỗi một con người. Để rồi tại nơi đây luôn có những người mẹ hiền, những người cha thảo đã cùng tàn tảo một nắng hai sương nuôi con khôn lớn trong cuộc đời hạnh phúc của mình. Và cùng chính vì điều đó mà nhà thơ Xuân Quỳnh đã từng viết rằng: mẹ đâu mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đó thôi. Và xin được mời tất cả quý vị gửi tặng đến với món quà đặc biệt này đến từ gia đình nhà gái bằng một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng đến quý vị. Cảm ơn rất nhiều. Xin được mời phần quà tiếp theo của gia đình nhà gái lúc này trân trọng kính mời chị gái cùng với bác Trường sẽ tiến về với sân khấu lúc này với những phần quà tiếp theo để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Trân trọng và kính mời. Đây là người chị gái của cô dâu cùng với bác Trường sẽ tiến về với sân khấu lúc này. Trân trọng và kính mời. Khách quý thân mến, người ta cũng thường nói rằng anh em như khúc ruột mềm, cùng chung mạch máu lại nối liền tay chân. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì người em gái Việt Nga sẽ cùng bước sang một trang mới của đời người để cùng trước làm vợ, làm dâu và làm con của bên phía gia đình nhà trai. Trách nhiệm cao cả cùng như gánh nặng ở bên phía gia đình sẽ thuộc về người chị gái. Và bên cái đó thì chị cũng sẽ mang đến cho hai em với những lời căn dặn và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Và bên cạnh đó là món quà đến từ bác Trường cùng với bác gái đã cùng dạy tặng với những món quà này để chúc mừng cho chú rể và cô dâu. Xin cảm ơn rất
rất nhiều với sự hiện của bác gái cùng với người chị gái và bác Trường rất nhiều. Và phần quà tiếp theo của gia đình nhà gái lúc này trân trọng kính mời gia đình cậu Minh, gia đình chú Hồng và gia đình chú Vương sẽ tiến về với sân khấu để có những phần quà đặc biệt tiếp theo. Chúc mừng cho cô dâu và chú rể, trân trọng và kính mời. Xin được mời gia đình cậu Minh, gia đình chú Hồng và gia đình chú Vương sẽ tiến về với sân khấu lúc này, trân trọng và kính mời ạ. Quý vị khách quý thân mến, quý vị đang cùng đến với những phần quà đặc biệt tiếp theo của gia đình nhà gái đang cùng dành tặng cho Tân Lương và Tân Lân. Và nếu như giây phút nào càng kéo dài bao nhiêu thì chú rể và cô dâu sẽ càng có lợi bấy nhiêu. Tại vì chương trình Làm Giàu Không Khó đang được thể hiện tại sân khấu chính của bên phía gia đình nhà trai chúng tôi và bên phía gia đình nhà gái. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin được mời phần quà tiếp theo đến từ gia đình anh chị Sơn Thủy, gia đình anh chị Tuấn Duyên sẽ cùng tiến về với sân khấu lúc này, trân trọng và kính mời. Thưa quý vị khách quý thân mến, và không khó để cho chúng tôi dễ dàng nhận ra rằng những món quà trong buổi sáng ngày hôm nay đến từ gia đình nhà trai cùng với gia đình nhà gái chính là những phần quà bằng vàng đến từ trung tâm vàng bạc đá quý Kim Trang. Để chị cô hai thì đến quán nào đang cùng đồng hành với hai bên gia đình hân hạnh tài trợ cho chương trình này. Và sau phần quà của gia đình anh chị Sơn Thủy, gia đình anh chị Tuấn Duyên, xin được mời chị Hằng, em Trang và chị Hồng sẽ tiến về với sân khấu lúc này, trân trọng và kính mời. Xin mời chị Hằng, em Trang và chị Hồng ạ, sẽ tiến về với sân khấu của gia đình nhà gái lúc này. Và xin được mời phần quà tiếp theo, xin được mời em Sơn, em Phương và em Phượng sẽ tiến về với sân khấu của gia đình nhà gái. Sau phần quà đặc biệt này, trân trọng kính mời gia đình Quyên Linh cùng với chị Quỳnh sẽ tiến về với sân khấu này với những món quà đặc biệt để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin mời gia đình Quyên Linh và chị Quỳnh sẽ tiến về với sân khấu lúc này. Thưa quý vị khách quý thân mến, quý vị đã đến với những món quà đặc biệt của chị Quỳnh và gia đình nhỏ Quỳnh Ninh đang cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và trước khi chương trình thành hôn này diễn ra thì Xuân Sang có gặp riêng với em Quỳnh. Quỳnh bảo là cuối năm này em cũng sẽ cưới chồng. Thưa quý vị, niềm vui lớn lao nhất của người cha người mẹ đó ạ. Vâng, chắc là Quỳnh cũng yêu rồi. Cảm ơn chị Quỳnh và gia đình nhỏ Quỳnh Ninh rất nhiều ạ. Xin được mời phần quà tiếp theo đến từ gia đình anh chị Cường Hồng. Gia đình anh chị Thu Văn sẽ tiến về với sân khấu lúc này, trân trọng kính mời. Xin mời gia đình anh chị Cường Hồng, gia đình anh chị Thu Văn, gia đình chú Mạnh và dì Hoa sẽ tiến về với sân khấu của gia đình nhà gái, trân trọng kính mời. Thưa quý vị khách quý thân mến, trong buổi sáng ngày hôm nay thì những ai có vàng sẽ tiến lên sân khấu tặng vàng. Nếu không có vàng hãy cùng tặng bằng bạc, bằng đô la. Còn nếu không có bạc và đô la hãy cùng tặng bằng một sản vật đang thông dụng nhất trong thời điểm hiện nay, đó là Việt Nam đồng. Giá trị đều như nhau và tổng không đổi, đúng quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị khách quý thân mến, phần quà tiếp theo của gia đình nhà gái lúc này trân trọng kính mời gia đình bác Hương Chính sẽ tiến về với sân khấu này. Và cùng với phần quà của gia đình bác Hương Chính, đó là phần quà của người mẹ sẽ trao thay phần quà cho gia đình chị Hoài.
Và bên cái đó thì trân trọng kính mời anh Tuấn Anh cùng sẽ tiến về với sân khấu lúc này để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin mời gia đình chú Mạnh Dì Hoa cùng sẽ tiến về với sân khấu đi ạ. Quý vị khách quý thân mến, quý vị đã đến với phần quà của gia đình Dì Hoa, gia đình Bắc Hương Chính cùng với phần quà trao thay cho gia đình chị Hoài và anh Tuấn Anh đang cùng có mặt lúc này đây để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và sau phần quà đặc biệt này xin được mời gia đình Dì Thương, gia đình cậu Vương và gia đình cậu Xuân, cháu Minh Thư sẽ tiến về với sân khấu để chúc mừng cho Tân Lương và Tân Lan. À vâng, tiến vào trao quà đi ạ. Quý vị đã đến với phần quà của gia đình Dì Thương Mạnh, gia đình cậu Vương, gia đình cậu Xuân với hiện diện của cháu Minh Thư đang cùng chúc mừng cho Tân Lương và Tân Lan. Bác Trung Thủy là phần quà tiếp theo đã cùng đăng ký ạ. Rất nhiều những phần quà đặc biệt thưa quý vị đang cùng chúc mừng cho Tân Lương và Tân Lan chúng ta. Thưa quý vị khách quý thân mến, ta đúng là nhà dâu nhà rể đâu xa, hôm nay kết mối tình thân đậm đà, hôm nay nhà trai nhà gái cùng đà gần rồi, hai bên kết mối giao hòa trăm năm. Và quý vị sẽ đến với phần quà tiếp theo cùng với trận điện của anh Chiến và bác Trung Thủy sẽ cùng dành tặng cho cô dâu và chú rể. Xin hỏi tất cả quý vị chúng ta còn ai không ạ? Và nếu như không còn ai, xin được mời tất cả quý vị gửi tặng món quà cuối cùng cho cô dâu và chú rể, chính là một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị đấy ạ. Xin mời. Cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị khách quý thân mến, ngày hôm nay rất là vui mừng khi mà tất cả quý vị đang cùng ngồi lại bên nhau để chúc mừng cho chú rể Bảo Trọng và cô dâu Nguyễn Nga. Và xin hỏi Bảo Trọng ngày hôm nay có vui không? À, vui đúng không ạ? Nếu như thường thường mà đi đám cưới ở miền Bắc một vài lần thì chú rể có cảm thấy là sau khi nhận vàng xong thì phải làm gì với vợ mình không? Biết làm gì không? Thương vợ nhiều hơn. À, thương vợ nhiều hơn ạ, vâng. À, tôi cũng không biết nói giọng miền Nam nhưng mà biết thương vợ nhiều hơn. Thương thì phải làm gì ạ? Phải thực hiện bằng một cái hành động gì đó cụ thể, chẳng hạn như là một nụ hôn, một cái ôm chẳng hạn. Ngay bây giờ chú rể muốn làm gì? Hôn ạ. Hôn ạ, vâng. Đó là điều chân thành nhất đúng không ạ? Và nếu làm được điều này thì xin được mời hai bạn quay mặt về nhau đi ạ. Nga quay lại với người chồng của mình. Và xin được mời Bảo Trọng hãy cùng dùng đôi tay của mình ôm chặt vòng eo vợ lại đi ạ. Khi nào anh đếm từ 1 đến 3 sẽ dành tặng cho vợ một hôn nồng cháy vào bờ môi của tân cô dâu. 1, 2 và 3 nào. Quý vị cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng thưa quý vị. Cảm ơn rất nhiều. Và xin mời hai bạn ngồi xuống vị trí trang trọng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị khách quý thân mến, đó là những phần quà bằng vật chất đã được hai bên gia đình dành tặng cho Tân Lương và Tân Lan. Liên tục với những phần quà bằng âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay, xin được mời tất cả quý vị chào đón cho phần trở lại của ca sĩ thứ 7 Thu Trang trở về với sân khấu lúc này để chúc mừng cho tất cả quý vị cũng như dành tặng cho cô dâu và chú rể với phần quà âm nhạc tiếp theo. Cô dâu và chú rể thì Trang xin được gửi tới quý vị ca khúc Chín Bậc Tình Yêu. Xin mời quý vị cùng theo.
Thưa quý vị khách quý thân mến, đó là phần trở lại của Thu Trang thay mặt cho ban tổ chức mà đến cho tất cả quý vị với phần gói âm nhạc được mang tên Chín Bậc Tình Yêu. Và liên tục với phần gói âm nhạc tiếp theo, chúng tôi sẽ ưu tiên cho một phần gói tiếp theo nữa, đúng không ạ? Đến từ một người bạn của bố, cô dâu, xin được mời O Thúy. Xin mời O Thúy là một người bạn của gia đình nhà gái ạ. Chúng ta cùng sẽ tiến về với sân khấu lúc này. Có bạn ở đây không ạ? Và nếu như O Thúy không có mặt, xin được mời chú Chi ạ. Chúng ta đang cùng đăng ký tại sân khấu lúc này để cùng trở về với sân khấu của gia đình chúng tôi để có những phần quà âm nhạc chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Như vậy là với hai phần đăng ký không có mặt đúng không ạ? Qua đây không ạ? À vâng. Hôm nay là ngày vui của hai cháu. Tôi là bạn của chú, bố cô dâu. Thì lời đầu tiên xin được chúc con Vin Heo một sức khỏe hạnh phúc. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Tôi xin gửi tới quý vị một ca khúc, đó là ca khúc Người Đến Từ Triều Châu.
mọi người, tôi giữ cô lại hát tặng các cháu một bài. Không có bài gì. Khách quý thân mến, đó là phần của âm nhạc tiếp theo sẽ được mang đến cho tất cả quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và như thường lệ thì ngày hôm nay thì chương trình Thánh Hôn dành tặng cho Bảo Trọng và Người Nga sẽ được kéo dài hơn một chút. Và liên tục với phần của âm nhạc tiếp theo, xin được mời tất cả quý vị đến với giọng ca nhí của Thúy Dương với một món quà âm nhạc sẽ cùng mang đến cho tất cả mọi người. À vâng, Hướng Dương ạ. Xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức.
quý vị khách quý thân mến, một phần thiện rất là chuyên nghiệp của Hướng Dương mang đến cho tất cả quý vị với phần gói âm nhạc được mang tên Thuyền Hoa. Thưa quý vị khách quý thân mến, có lẽ rằng lúc này đây thì có một phần quà bằng vật chất đang có mặt tại sân khấu gia đình nhà gái lúc này để cùng mong muốn dành tặng cho cô dâu và chú rể. Xin được mời phần quà bằng vật chất đến từ chị Hồng sẽ tiến về với sân khấu lúc này để có những tình cảm tiếp theo để chúc mừng cho tân đương và tân lang trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được mời chị Hồng. Và xin được mời cô dâu chú rể sẽ cùng đứng dậy đi ạ, để cùng đón nhận món quà bằng vật chất đến từ chị Hồng sẽ cùng dành tặng cho tân đương và tân lang trong ngày hôm nay. Xin mời chị nán lại một chút để cùng lưu lại tấm hình tuyệt vời nhất cùng với hai bạn chúng ta. Và xin mời tất cả quý vị cùng vang lên một tràng pháo tay lớn được không ạ? Thưa quý vị khách quý thân mến, có lẽ rằng ngày hôm nay gia đình nhà chị gái cùng đã chuẩn bị với hai chương trình đặc biệt. Sự kiện đầu tiên đó là hạnh phúc trăm năm dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và ngày hôm nay thì sau chương trình này thì cô dâu Nguyệt Nga cùng với gia đình nhà gái cùng sẽ có những chương trình bằng ẩm thực để cùng chào đón nhiều người bạn thân của tân cô dâu và chú rể sẽ cùng tham dự trong buổi trưa ngày hôm nay. Cùng chính vì điều đó mà chương trình đầu tiên, sự kiện hạnh phúc trăm năm dành tặng cho Bảo Trọng và Nguyệt Nga xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa cảm ơn tình cảm tuyệt vời của tất cả các vị khách quý.